chào quý vị và các bạn, những người đang xem chương trình Ai Đến Hôm Nay. Trên phim, cô ấy xuất hiện với nhiều vai diễn. Đánh đá, ghê gớm, nhanh nọc. Ngoài đời, cô ấy là người như thế nào? Em là một người khá là hiền lành, khá là ít nói, khá là nhu mì. Đồng thời cũng là một cô gái mau nước mắt. Thì bố em mất thì em đã ăn chay đến 49 ngày của bố em. Cùng lắng nghe những tâm sự của diễn viên Khánh Linh trong chương trình Ai Đến Hôm Nay được phát sóng vào lúc 18h30 thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022 trên kênh Style TV.